hành trúng sao á. Chào cái nhà, chào nhiều. Mình thu hoạch cái. Thu hoạch cái ngọt. Cây tôi chừa lại là cây thảo à, cây ấy á. Còn mấy cây nó già để nó có hột lên để làm giống.
ba nồi canh cho ông ngoại. Ông ngoại nồi, ông ngoại nồi mình ha, nấu nồi to luôn. Đây thành phẩm của mình đây cả nhà. Đó, thành phẩm của mình á, bao nhiêu đây, còn nhiều lắm mà, còn nhiều. Đây còn mấy cái này nó còn lớn, cải của mình. Đây còn cái con, giờ bắt đầu mình mới cơ, bắt đầu là mình vào mùa mình trồng. Cái vườn nhỏ nhỏ xinh xinh của mình đó, đó cà rô nè, cà rô nè, cà rô này là còn xà lách. Ông treo cái này treo để cho chim đồ, con chồn, con mèo rồi nó tới nó nghe reng 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 nó sợ. Cà rô của mình á đó. Mình ương ra, ương khoai lang bắt đầu nó lên đó, ương khoai lang, bạc hà, thơm, thơm mình ương đó, thơm á, cải. Video của mình đến đây là hết, bye cả nhà, bye các bạn, bye, cảm ơn các bạn nhiều, ok, bye.